Thôi cái này làm 3 phát luôn. Làm 3 phát luôn. Vali 1702 đã chi phối thầy Lân với 45.678 đồng. ba vòng này hết rồi anh em ơi. Này tôi búa luôn 3 gói luôn. Búa luôn 3 gói luôn, ra khỏi Lingard 122 phát tắt luôn. Lingard đi nhô và tắt luôn. Anh cam. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Ui con này, con này nhanh như lúc ta bi chạy đi ăn. Ui thôi bây giờ thời gian tôi xin phép anh em, thời gian rồi có hạn rồi. Thật sự luôn đấy, thời gian có hạn rồi. Nên là vào luôn gói chính nha. Vào luôn gói chính luôn. Nhận quà vào luôn gói chính 3 vòng tiếp theo luôn. Xin phép anh em như vậy. Bây giờ cũng đã lúc, cũng sắp đến lúc phải chia tay nhau rồi. Cuộc vui là cũng phải đến lúc dừng anh em ạ. Giờ là lúc chuẩn bị là đoàn viên rồi. 3 vòng nữa. Nốt 3 vòng nữa nhưng mà gói chính luôn nha. Thu Hằng đã chi phối thầy Lân với 123.445 đồng. Cảm ơn Thu Hằng nhiều. Donate cuối cùng trong năm. Chúc mừng năm mới thầy, chúc thầy sức khỏe và năm mới bùng nổ hơn. Respect thầy. Rồi mãi yêu Thu Hằng. Chúc em năm mới tất cả sức khỏe, thành công, may mắn, mọi thứ sẽ ở bên em. Chúc em một năm mới thật bùng nổ. Cảm ơn Thu Hằng rất nhiều. Học sinh mới đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ui, cảm ơn học sinh mới nha. Chúc thầy sang năm mới có nút vàng chấm than. Gì nữa, nút vàng nó ra huynh. Cảm ơn. Nghe sao vời thế, bạc thôi. Mình cảnh gì mà vàng. Vàng chỉ có đi cướp, mua cái nút vàng lên Shopee đặt thôi, cái lấy đâu ra mà nút vàng. Đây xong rồi anh em ơi. Quay chính luôn nha anh em ơi. Jin Day đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ủa cảm ơn Jin Day nha. Chúc thầy và anh em trường làng năm mới vui vẻ nhé. Năm nay mút cái nút bạc. Cảm ơn Jin Day. Thầy cũng chúc em là năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe. Ăn Tết vui vẻ, thành công. Thật sự thật thành công. Thành công hơn năm nay gấp 5 gấp 10 lần. Để đôn đốc cho thầy gấp 5 gấp 10 lần năm nay. Cảm ơn Nam Jin Day nhiều. Nam Ryan đã chi phối thầy Lân với 500.000 đồng. Anh cảm ơn em yêu nhé. Anh đang bận đưa vợ đi mua đào quất. Em cảm ơn anh yêu của em ạ. Dạ anh ơi, anh cứ đưa vợ đi đi. Còn mấy thằng trẻ con trong gạc này để em lo. Anh cứ đưa vợ đi đi ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Ôi, được chưa? Được chưa? Anh Nam mà, anh Nam tôi mà. Không phải nghĩ. Ui, gói chính anh em nhá. Gói chính nhá. Gói chính luôn nhá. Chồng tiên cá bay đã chi phối thầy Lân với 150.000 đồng. Ủa, cảm ơn chồng tiên cá bay nha. Chúc thầy và trường làng một cái Tết ấm no. Cảm ơn chồng tiên cá bay. Chơi bài ở đâu thắng ở đấy. Có tôi đặc có chơi biệt bài là đâu. Có bài cực ruồi. Cái gì bài cực ruồi nữa. Cái gì nữa. Thôi cái này làm 3 phát luôn. Làm 3 phát luôn. Vali 1702 đã chi phối thầy Lân với 45.678 đồng. Uầy. Chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn nhé. Cảm ơn Vali nha. Cảm ơn Vali nha. Ui mở. Ba vòng này bị sao vậy? ba vòng này hết rồi anh em ơi. Mấy anh em lập trình tỉnh giấc rồi. Không được nữa rồi. Sỏ ly. Câu giờ cái gì? Đùa tôi còn vội hơn ông. Bỏ tôi câu giờ. Oan cho tôi quá. Tôi còn đang vội nhà bao việc thế này. Bố mẹ gọi rồi. Sao giờ này còn chưa về? Lại bảo là câu giờ, oan thầy quá. Pháp, ST. Vieira. Cho con Vieira đi cũng được. Làm 1.300 tỷ. Bé tí luôn. Cho có bé tí mới đau chứ. Pháp, CNM. LM đi rồi. Xí số kho hay sao ấy. Ê. Gói này như bìu. Tôi chết rồi. Mấy anh em lập trình viên đi làm lại rồi. Dậy rồi. Mấy anh em bên đội lập trình dậy rồi. Ba Lan xong luôn, công thức luôn. Nope. Thôi, quá chính anh em ơi. Gói này không ăn thua rồi. Mấy anh em lập trình vừa bị xếp bắn con Gulit để sống con Gulit đấy dở hơi luôn đấy. Để sống con Gulit đấy là bị mắng to luôn ấy. Mắng điên luôn ấy. Chửi bới luôn. Thầy vội à, vội mà.
Dù me giò. Dù me chi luôn. Thôi gói lại nhót nhanh em nhá. Không xin được con Lopez đó đâu anh à. Đúng 5 phút nữa mà. Đúng 5 phút nữa xong luôn này. Tôi mở tốc độ luôn anh em ơi. Ôi BTB. Lờ đúc Pedro à. Pedro đúng không? Mở kìa. Ui. Mở kìa. Mở như này thì thôi nhở. Sự kiện này ngon dã man luôn ấy. Không chơi sự kiện này. Tôi không hiểu chơi sự kiện nào nữa luôn. Này tôi búa luôn 3 gói luôn. Búa luôn 3 gói luôn. Ra khỏi Lingard 222 phát tắt luôn. Lingardinho phát tắt luôn. Anh cam. Mà đùa. Tiếc chưa. Uầy. Uầy. Tát cái tỉnh luôn mà. Vẫn bú anh em ơi, vẫn bú. Vẫn cứ là bú. Mà dễ ăn lắm á. Bú lít lờ nờ còn ăn được. Lingard có cái cảnh gì với tôi vậy. Ui. Rờ đúp à? Jesus Lavat. Cộng 7. Được bẩn thế. Mở hóa này. Mất hình tượng của mình thật. Đây đi. Sự kiện ngon quá. Không chơi phí thật. Lửa đi lửa đi. Ui cái này không ra lửa được. Nãy trưởng bà sư huynh ở đâu ra này. Ông này có 113. Ui. Ông này có 113. Đức CM. Đức CB Sule 116 vẫn ok. Vẫn cứ là ok. Sule 116 vẫn ok luôn. Có 94 mà. Ui dồi ôi toàn 116, 114 này. 115. Spence hàng Tottenham luôn này. Areola. Ơ, Areola ngon luôn. Areola Real luôn. Hala Madrid luôn. Vào đội. Hala Madrid luôn. Con này ngon mà. Được lần đi anh em ơi, không chơi sự kiện này thật sự luôn, phải chơi thật. Có bao nhiêu từ mừng tuổi đổ hết vào đây đi chứ còn gì nữa. Không chơi sự kiện này người ta bảo là không biết chơi FC Online đấy. Rời vé sang ngày mai luôn không á? Cái gì thôi thôi anh em, cho tôi về anh em ơi. Cho tôi về. Ý, chia xa. Rồi chia xa, đi luôn, 109, min. Ấy, không min. Không min tí nào. 110. Bê ra đi. Nhảy đi, nhảy đi. Mất không mình. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ông có đỗ nhá. Thầy này mở thẻ ác thật, qua Tết chắc lại phải gửi kèo cho ông này rồi ớ. Chả vậy. Chọn đúng này Văn Minh đi. Nãy thầy mở con gì LN á? À, thầy mở ba con Fowler em ơi. Ba con Fowler. Đen. Đức. Cam. Musiala. Musiala cộng 4. Cộng 4, cộng 3, 35. Mở 1 phát nhá, mở 1 phát không ok, phát mở 3 luôn. Mở 1 mà cũng không ok, phát mở 2 luôn. Nhầm. Ơ, FPL cộng 8. Enzo. Ơ. Ôi, tôi xong rồi, nghiện sĩ rồi. 119 cơ à? Ok vậy. Ui, mở kìa. Sao vậy ta? Hôm nay mở thẻ sao vậy ta? Ui FPL tiếp mày. Brazil. Rodrigo. Hala Madrid. Ui tôi ngon luôn. Phấn đào. Ui. Ui mở thẻ kìa. Cái gì vậy ta? Nhạc bị sao vậy ạ? Mở kìa. Phấn đào thì sao? Phấn đào thì tặng Thu Hằng chứ thì sao? Tặng cho Thu Hằng con này chứ còn gì. Mấy anh em coder vẫn quyết định không dạy. Ui FPL tiếp này. Ý chia xa. LW Udogi. Udogi đúng nhở. Bú đẫm luôn. Ui bú đẫm luôn. Sắp xong rồi anh em ơi. Chúng ta sắp đến những gói cuối cùng rồi đấy. Nhanh lên về với gia đình thôi nào. Bú mà Udogi hơi bị hiếm luôn. Bú gãy người luôn đấy. Này Udogi cho anh em xem nhá. Này sờ vào gãy tay. Đừng có nói min. Quá này còn nhiều con chín mấy ấy. Mở sợ quá. Không có này phải chơi ôn luôn.
Gói FA này phải ôn luôn. Gói FA này phải ôn luôn, gói FA này hay lừa. Gói FA toàn ra 116 là Lee Kang In, Lee Jae-sung thôi. Gói này phải ôn luôn mới ra siêu phẩm được. Bồ Đào Nha, ST. Anh Liêm. Hả? Hả? Ủa? Không có anh Liêm bộ này à? Đùa, Bồ Đào Nha ST rồi. Ma. Liêm ao à? Rafael Liêm ao. À, làm tí Việt Nam. Piu. CB. CM, CM Hoàng Đức, Hoàng Đức. Hoàng Đức đi ạ. Đang đỏ. Quả nho luôn. Ờ thôi quả nho cũng được. Hơn hơn Tuấn Anh. Tuấn Anh ấy chỉ ăn thôi. Nguyễn Tuấn Anh. Lặp tiếp. Vụt quả này. Quẹp. Tôi mở gói LL chính ra gây phết. Hôm qua tôi mở gói LL này cũng đỏ. Gói LL này chính ra bây giờ là sở trường mới của tôi đấy. Hakimi cộng 1 triệu à. Ok thi bao công ơi, nhận kèo. Thích là có mà. Cờ. S2 Milan tiếp. Làm 700 tỷ. Ui. Mở kia. Chịu rồi, mở đấy chịu rồi. Hôm nay mở vậy chịu rồi. Thôi có này cho anh Nam mở. Ủa dưới này còn đây này. Không như tôi để ý nhá. Những ai mà chơi sự kiện sớm ấy thường là những người mở đỏ. Sự kiện vừa ra phát chơi luôn là mở đỏ. Nhưng mà tôi vừa để ý xong thì tôi mở min. Đí mẹ nó. Mất cầu ấy sao ấy. Anh em Footer nghe thấy rồi anh em ạ. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy. Bỏ con phơi ra, thì trùng với con gulit của tôi. Búa. Piu. Lê Quan. Thật, Ba Lan, ST. Mình đang đỏ mà, mình đang đỏ mà, mình phải cậy đỏ. Tranh thủ anh em Coder bên đấy đang nghỉ ngơi. Agen. Thôi xong rồi. Và đây là anh Mùi. Ui. Ui. Ngày gì vậy? Ui. Gần cuối ngày rồi mà. Ui. Anh Mùi. Ngày gì vậy? Mở thẻ kiểu gì vậy? Ui. Kể sao hết tội anh Mười. Mua 8 quả bóng vàng liền. Mua luôn World Cup bằng tiền FIFA. Bỉ ngạn nâu. Đi bộ vút dâu. Nhờn. Trồng tiền cá bay đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn trồng tiền cá bay. Kết quả của sự chăm chỉ. Trời ơi, với cả tình yêu dành cho anh Nam, thân yêu nữa. Tình yêu dành cho anh Nam nó cũng lớn lao mà. Ôi, thế 6 giờ kìa, tôi vội lắm rồi ấy. Tôi vội lắm rồi ấy. Bao việc ấy. Thôi bố luôn nhá. 6 giờ là phải dừng chân ấy. 6 giờ phải dừng bước ấy. Còn dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc các thứ. Cờ. Vlahovic. Ui. 122. Ui. Ui. Anh Nam ơi. Ui. Mở thẻ kia. Vãi cả Bill. Có nên về không ta? Trồng tiền cá bay đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái gì đấy, gà rán đi ăn Tết thật à? Chịu luôn, khó hiểu luôn. Ngớ ngẩn luôn mà. Lỗi tôi. Xin lỗi anh em, mấy con 102 mình có mở ra đâu. Mà mình cứ phải lọc làm gì nhở? Cờ. Hà Lan. 120, Dan Juma. Uầy, mày đỡ. Không bao giờ ra 102. Được chưa? Mày đỡ. Như nào? Mở thẻ kìa. Tuấn Bồ Câu đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Uầy, cảm ơn Tuấn Bồ Câu ạ. Nghe danh top đã lâu qua những clip cắt giờ mới được nhìn tìm, thấy ma quỷ làm việc như thế nào. Ma quỷ mà anh em ơi, đúng 6 giờ là phải dừng chân rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Phải vào sân lốt thôi anh em ơi. Mày đỡ. Musiala. Nói gì? Vãi chừng mở kìa. Thôi anh em ơi,
Tôi nói thật với anh em, nhưng mà vừa vừa thôi. Giờ mà cờ Đức còn ra CB nữa thì thôi, thật sự để mà nói luôn ý. Mấy anh em khổ thân mấy anh em FC Online thôi, phạt nặng đấy. Mấy anh em ở đấy ăn quả phạt thôi, ăn quả án phạt nặng luôn ấy. Anh Liêm. Anh Liêm ơi. Anh Liêm ơi. Ôi dồi. Ôi kìa. Hoàng quá. Ôi dồi. Cũng được. Ôi kìa, mở kìa. Sao vậy? Nhạc bị sao vậy? Mở kìa. Ôi mở kìa. Cái gì lưng quá. Anh nơ. Trung Kevin. Ôi mở kìa. Thôi. Làm con free bông đi. Hạ hỏa. Làm con free bông. Xin con free bông luôn. Xin là cho không ạ? Hà Lan. CB, LB. Ok. Thôi. Tạm dừng lại một tí. Ok. Thank you. Cảm ơn nhà phát hành đã lắng nghe. Không xin con nào to nữa. Xin con free bông. Xin đấy. Đây là xin đấy. Xin cho luôn. Rồi bây giờ đến lần nào, xin lại ăn gulit nha. X3 luôn, X3 điên à? Từng cái một, nhẹ nhàng thôi. Từng cái một. Con này không tham lam, hãy cho con Seva. Ukraila đi ạ, cho con Ukraila. Nam mô Dèo Phật. Ngày cuối cùng của năm rồi, ba cái thẻ cuối cùng của năm nay rồi. Akhen. LB. Đi rồi. Một người làm xuống. Ui, 121 cơ. Chỉ số to vậy, ghê vậy. Cũng được, phôi to. Cũng tạm mà. 121 là to luôn ấy. Ngon rồi, hết phép cái gì, con này ok mà. Vậy ôn mà anh em. Tây Ban Nha, ST, Tourette LN. Niềm vui nho nhỏ đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ui, mở kìa. Hơn 3.000 mắt xem mà thầy mở thẻ thế này thì mai gà rán chỉ có bú đẫm tiền sự kiện của các anh em thôi. Nhân tiện cho em hỏi máy thở thầy dùng loại nào thế ạ? Ui, cảm ơn niềm vui nho nhỏ nha, đợi thầy tí. Ui, mày đỡ. Ui, mở kìa. Đăng ảnh này lên cho anh. Đăng tiếp ảnh này lên cho anh. Còn con nào cộng tạ, còn con nào mua LN xịn. Còn con nào? Seva nhờ, Du béo có rồi. Du béo ạc này có rồi. Làm con Seva ok luôn nhờ. Mày đỡ. Uầy. Đi rồi. Không có, cậu ấy không đến. Ok anh em ơi. Uầy. Đời đi rồi. Và thế là hết rồi. Lubeck. Phép đi Lubeck. Món quà cuối cùng của ngày hôm nay xin dành tặng đến Thu Hoàng. Tri ân Thu Hoàng. Vẫn 120, vẫn to mà. Vẫn cứ là ok mà. Uầy. Mở C30 gì nữa anh em ơi, ba cái gói đấy mở làm gì nữa. Mở LN8 là nó là tận cùng của cảm xúc rồi. Mở cái kia làm gì cho hụt hẫng ra. Là những lời cuối cùng. Chúc anh em và gia đình sang năm mới Giáp Thìn ăn Tết vui vẻ, thật nhiều sức khỏe. Tôi xin phép anh em nghỉ tầm 4-5 ngày. Chúng ta sẽ trở lại sớm thôi với những vòng sự kiện này tiếp. Và vẫn những gói LN này, tôi sẽ chinh phục tất cả những con hàng xịn nhất của gói LN8 này. Cảm ơn tất cả anh em, 3.000 anh em đã có mặt đây ngày hôm nay. Cảm ơn anh em, bye bye anh em, hẹn anh em năm sau. Chúc anh em một năm mới vui vẻ anh em ơi, bye bye. Mai yêu anh em, trái tim.